Trời ơi, đâu đâu rồi? Hả? Bố, bà liệu quá gì nè. Một, hai, ba, đến ngược cả nhà ơi. Yeah. Đây cá ngồi, ngon. Chào cả nhà, hôm nay là ngày 30 Tết. Thì ở Việt Nam mình thì không có đốt pháo được nha cả nhà. Còn ở đây là mình đang ở Đài Loan cho nên là cái việc mà đốt pháo và bán pháo cũng như là kinh doanh pháo thì được chính quyền sở tại là cho phép, thì chúng ta có thể đốt bất cứ lúc nào, miễn sao không ảnh hưởng đến cái tài sản cũng như là tính mạng của người khác là được. Và đây là cái có thứ lớn ở này nữa đó. Cái này 150. Nó không có mấy viên bự kèm theo hả chị? À. Cái gì là nó lớn tí hả? Cái bự này là 150 hả? Còn cái nhỏ này là nhiêu? Cái này 90. 90. Em lấy cái bự này đi. Với hai cái này. Cái này là pháo bông đúng không? Pháo bông đốt cụt trên trời. Đây là mình mua hai cây pháo bông cả nhà. Đây. Với một cái nồi pháo đại. Là pháo tiểu chứ không phải pháo đại, pháo tiểu này. Cái này cũng không tiểu đâu à. À. Này cũng chung. Nhiêu hết chị? 500 khoai. 150, cái này 220. 370. 370. Tiền trả 370. Đây là 370 bao nhiêu đây nè cả nhà ơi? Năm chưa? Năm rồi. 13 năm rồi. Rồi cảm ơn nha. Rồi cảm ơn chị nha. Bye bye. Rồi bây giờ thì về đốt rồi cả nhà ơi. Nè nó lú cái tim ra này, về đốt được rồi. Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc và phát tài phát lộc nha. Đây là cái pháo của anh em mình mua trong ngày hôm nay, chuẩn bị đốt. Hôm nay là 30 Tết, chuẩn bị đốt giao thừa cả nhà. Đó. Đây là cái một dây. Đó. Bây giờ mình đang treo luôn. Mình đang treo lên. Nhìn đung đưa đã hết. Mình đính chính lại với cả nhà là cái pháo này mình anh em mình thực hiện là trên đất nước Đài Loan nha cả nhà. Ở đây là chính quyền địa phương cũng như là nhà nước Đài Loan cho đốt pháo hoàn toàn hợp pháp nha cả nhà. Cả nhà không nên mua pháo và đốt tại Việt Nam nha. Nếu như mà ở Việt Nam mọi người kinh doanh pháo hoặc là đốt pháo thì nó là phạm pháp nha cả nhà. Cái đó là mình khuyến khích cả nhà là không nên bắt chước tại Việt Nam nha. Đây là hai dây, còn đây dây nữa là 3 dây. Ở cổ dây dài đó, lấy cái dây dài ra luôn. Hôm nay là năm thứ bao nhiêu ta? Cái ngày mà Việt Nam mình cấm đốt pháo là ngày 1 tháng 1 năm 1995. Thì nay cũng 20 hai mấy năm ta? Cả nhà tính hai mấy năm mình giờ cũng rối rồi, không biết tính bao nhiêu năm rồi nữa. Năm 95 với đây là như là 24 năm hả? 25 năm hả? 25 năm. Đúng rồi. 25 năm rồi cả nhà. Đó. Đây là cái dây dài nhất rồi cả nhà. Trời ơi bà sợ quá, làm gì bà sợ. Quấn vô mình cổ đốt luôn. Đây là cái pháo dây, pháo nồi nha cả nhà. Còn mình còn cái pháo bông nữa. Pháo phụt á, pháo bông nữa. Đó, cái dây này là dài nhất luôn. Dài tới đất luôn.
Tự nhiên rớt xuống nó nổ, cái biết đường chạy rồi cha. Chứ nó chạy nó dồn lại ông Thân. Đó, cái dây này là thòng tới đất luôn. Dây ngay giữa này thòng là tới đất luôn. 25 năm mới được đốt pháo trở lại nha. Ở đây là pháo nồi. Cả nhà xem cận cảnh cái pháo nha. Đây là cái pháo nồi nha cả nhà. Đó, cận cảnh cả nhà xem. Phải nói là cảm giác bây giờ rất là phấn khích. Rất là phấn khích luôn. Sắp được hửi cái mùi khen khét của cái pháo này. 25 năm rồi không có được hửi nữa. Và đây là sẽ là một cái cảm giác, một cái trải nghiệm hết sức là thú vị đây. Ở đây là mình thực hiện cái video này trên đất nước Đài Loan nha cả nhà. Nhắc lại là ở đất nước Đài Loan thì mọi người có thể kinh doanh, mua bán và sử dụng pháo một cách tự do nha. Miễn sao không ảnh hưởng đến cái lợi ích của người khác, cũng như là ảnh hưởng tính mạng, tài sản người khác là được. Còn sử dụng pháo, đốt pháo, kinh doanh pháo là hoàn toàn được chính quyền của nước sở tại Đài Loan là cho phép. Đó, bây giờ thì mình sẽ đem cái pháo bông ra luôn để mọi người có thể xem một cái dàn pháo của anh em mình là phải nói là hết sức hoành tráng trong tối đêm nay. Thì pháo này là dài tới đất luôn, tầm khoảng 2m6, 2m7, rất là dài luôn. Đây là pháo pháo hoa. Có cái dàn pháo hoa bao nhiêu hộp? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hộp. Còn nữa. Còn đây là còn hộp vàng 24 lòng. 10 hộp trong đây nữa. Bóc coi chừng bóc ngược nha. Nó có vẻ mũi tên á. Đây này. Quan trọng là bóc này ra cho nó cháy vào đây thôi. Tiếp nào. Cái đây em bóc rồi. Đâu? Để thi. Anh. Đó. Lộn. Lộn đầu. Để mũi tên giờ nó quay tầm bảy luôn. Đây, đây, đây nó quay lên đúng rồi nè, đây nè mũi tên nè. Anh nhìn đây chứ ai nè, có mũi tên nè cái nhà đây, đây. Để nó quay lên không phải bắn ngược tất. Trời ơi, mặt nó quay. Xui em tên tốt luôn đi. Cao quá, cao cao chút. Cái này phải đốt từ từ chứ đâu có đốt một hàng loạt được hả? Đốt hết hộp này tới hộp kia chứ. Đây nè, cận cảnh coi. Xem cái nào để cái điện thoại vô. Ủa, sát bên không 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 cần phải có bóc ra đâu anh ạ. Bóc ra cho nó bắn cái mạng. Bắn cho cao hả? Ừ. Nhà của mày không bóc nó mắc kẹt cái mạng. Của em nhà cũng bóc được quá. Mình biết bóc chứ bóc ra bắn cao hơn ấy. Ừ. Chứ không bị xịt nữa. Mày cứ bóc ra cho tao đi. Xịt chỗ bắn này. Bắn khách quá. Bây giờ Tết ở Đài Loan thì không có hoa, không có cúc, không có mai, chỉ có pháo mà thôi. Đây, soi vào đây anh. Cái này là chín nồng. Không cần phải bóc luôn. Chín nồng. Không bóc. Không có túi bóng rồi. Cái này bóc thì, đây. Thì phải bóc rồi. Cái này thì phải bóc luôn. Cái này không bóc. Sau bữa nay là sân là sát pháo nhà ai là hoành tráng nhất. Cái dàn pháo này nó còn cái này bị khủng à. Dữ hơn pháo ấy nữa. Dữ hơn pháo của bộ đội nữa. Đó. Bộ đội người ta trên có mấy vàng, con này mười mấy vàng. Vàng này đâu có nhiêu đồng mà nhiều vậy? 12 đồng á? 15 đồng. 15 đồng nè. Trời ơi. Cái này nó dữ nè. Cái này chắc kêu quá, nó kêu quá. Ủa, nó thiết kế. Ồ, thiết kế vậy hả?
nó cái nồng xéo qua xéo lại này, sắp xếp đổ thịt lại đây. Để sao đừng vào dây điện là được anh ạ. Không dính vào dây điện nữa. Mở cửa to ra. Giấy bay gì một hồi nữa sát pháo nó tà la tà le đây chứ, ở đó là giấy luôn. Cái gì 100 mà, 100 đồng hả? Ừ, hộp này là 75 ngàn này cả nhà, 100 đồng. Hộp này chắc đắt hơn quá. 350. Hộp này không 350 hả? 350 tiền đài á. À, 350 tiền đài. 250. Ừ. 2 4 5 2 4 5 25 đồng. Cứng gì nè. Ừ, đặng nó chịu lại chứ. Chút này nè. Chút kiếm gì không? Mùng mới. Để tí nữa vô mà. Đúng 12 giờ là phạt. Nghe tim ở đâu? Tim đó, bên hông. Để tim đâu thứ tự đặng nữa, cái đường đốt. Quay vô hết đi, tim quay vô tìm hết đi. Tết thì chỉ có vậy thôi. Rồi xong. Chỉnh chu lắm nha cả nhà. Cột ấy rồi chỉnh chu lắm mà hồi đốt mà nó lép này là tại ông đó nha. Báo xì luôn. Không kịp thuốc lào nước báo xì tính nhảy xuống chạy rồi hả? Ta cổ cái đây từ đầu nào không chơi trong cái dưới xè tôi phóng rồi. Xịt chưa? Hả? Rồi, dứt đi, tới giờ rồi. 1, 2, 3, đến ngược cả nhà ơi. Thằng chạy cái ngồi nè, cái ngồi. Ngồi. Từ từ.
đâu 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 rồi? Hả? Leo đâu vậy? Trời ơi trời. Đâu vậy? Trời ơi trời. Tôi bó tay luôn á. Bả liệu quá. Đây là cái cảnh tượng sau những cái chào nổ hết sức giòn giả. Đây. Thì năm mới cũng chúc mọi người phát tài phát lộc, gia đình hạnh phúc vui vẻ nha, và chúc mọi người một năm mới có nhiều sức khỏe. Rồi video đến đây thì mình cũng xin kết thúc. Mọi người xem video nhớ like, nhớ share và nhớ đăng ký kênh nha cả nhà.